Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được tổ chức theo nghi lễ quốc tang tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho nhân dân trong tỉnh theo dõi lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã tổ chức tiếp sóng truyền hình trực tiếp. Người dân Hưng Yên bày tỏ xúc động, niềm tiếc thương khi theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình. Ngay từ sớm, các đảng viên ở chi bộ Bãi Sậy, phường Lê Lợi đã có mặt tại nhà ông Hoàng Quốc Phượng, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi để theo dõi lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do điều kiện ở xa và tuổi cao không thể về thủ đô viếng Tổng Bí thư, nhưng với lòng thành kính và tiếc thương vô hạn, các đảng viên đã gác lại mọi việc riêng, cùng ngồi lại hướng lên màn hình theo dõi từng diễn biến lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vẫn biết sinh lão bệnh tử ai cũng theo quy luật đó, nhưng khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư của Đảng chúng ta từ trần, không những tôi mà mọi người dân trong cả nước đều rất bùi ngùi xúc động. Cảm nhận của tôi thấy Đảng và Nhà nước đã tổ chức hết sức là trang nghiêm, có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo của Đảng Nhà nước, nguyên lãnh đạo của Đảng Nhà nước từ mọi miền của Tổ quốc đã về dự lễ tang. Vô cùng nuối tiếc, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tận tụy vì nước vì dân. Và không những riêng bản thân tôi và tất cả đảng viên trong chi bộ tổ dân phố chúng tôi và nhân dân của toàn quốc là đều thương tiếc vô hạn đối với đồng chí Tổng Bí thư. Trong tiếng nhạc hồn tử sĩ, nhiều người dân không kìm nén được sự xúc động, bùi ngùi, tiếc thương. Sự ra đi của Tổng Bí thư là tổn thất to lớn của toàn Đảng, toàn dân. Trong trái tim mỗi người, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là hình mẫu cao quý của người cộng sản mẫu mực, giản dị, người chọn đời sống thanh bạch, tận hiến đến phút cuối cùng để góp phần đem lại một đất nước thay da đổi thịt để mỗi người dân Việt Nam có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc và thịnh vượng.